Đồn đang quỳ lại chúc bà ha, quý vị chú chị đó, cùng với là bé Bella. Hôm nay là chị đến thay mặt ba mình đó, lại bà chú sứ như hàng năm thì nghệ sĩ chú Linh đã mất rồi. Sao cô đi ngang đây cô, ta đang làm đi ngang. Đó, giờ chị đi qua bên kia quý vị. Xuống tới chùa Châu Đốc rồi. Thấp quá trần luôn hả chị? Thấp hơn rồi hả chị? Đi đường bên đây là chị. Đi ra ngoài quá trời luôn ha. À, chị Hồng Loan nè, quý vị đứng dậy. Thấy đó. Mật khẩu con. Thấy chị Hồng Loan dễ thương không con? Dễ thương hả? Qua giờ chơi trò cút bắt kiếm chị gần chết luôn. Vô cúng bà hả chị? Dạ qua cúng bà. Cúng bà ha. Hello chị. Hello. Hiểu lo nè. Hello. Chị mới vừa vô lại bà xong rồi quý của chị. Giờ chị ra ngoài. Chưa make up mà vẫn đẹp như thường. Hôm nay ở đây gần hơn nè, cổng trước gần hơn chị. Mình ra cổng trước rồi. Cổng trước đó, còn cái giờ anh chạy tới cổng này thì sao? Ca sĩ rồi. Rồi. Rồi sao chị? Kia có kìa. Rồi. Rồi chào mua quý vị chung chị ơi. Đây. Chào mua ơi. Quay mua luôn. Kìa. Yeah. Quay buồn. Chào mua luôn. Ủa ngồi xe để đâu bên đó cái đứa hả? Anh chè hay quá, trời. Từ từ nghe chị, chỗ này chợt nha, từ từ. Trời ơi. Bò đâu? Bò ngé cái này núp mưa hết rồi. Núp mưa. Bò ngé cái này núp mưa núp hết rồi chị ơi. Từ từ nghe. Từ từ nha bé Bun ơi. Chạy rồi. Chạy rồi. Chạy bằng chân không không kìa. Trời ơi bé Bun đi. Đi lại bà vui không Bun? Trời ơi. Hôm qua canh gì quá trời, hồi sáng thấy anh Hải cũng phơi nè. Không có đâu. Trời ơi. Mấy giờ chị mới lại hát chị? Mấy 7 giờ. Chị đi công chính
Ờ lát vòng mình đó. Ờ con chín cho nó gần, chứ đi cổng này xa lắm. Cổng này xa lắm. Mưa quá, mưa rồi. Chú chạy đi. Đâu biết chiếc xí xe nó ở đâu đâu chạy. Rồi đợi đi, đợi đi chạy, đợi đi. Rồi, mình đưa tiễn, chạy ra tới ngoài luôn. Từ từ nha, quá trời che luôn. Quá trời che, anh Hải che quá trời luôn. Che mà ai cũng bước hết luôn ạ. Đó là chợ á, đây là chợ cá bùn. Ừ. Rồi, vô dùng an toàn. Vô dùng an toàn rồi. Tới xe huyền thoại. Tới cái xe huyền thoại của chú rồi. Đó. Rồi hẹn chị Loan 7 giờ gặp nhau nha. Rồi. Chúc chị Loan là hát tối nay đi cung mình vậy. Rồi lên luôn, lên đây bút. Cố gắng nha chị. Rồi. Cố gắng luôn đó luôn hả? Hả? Bốn đây xin chú cầm cho. Rồi đi lên đi, chào lên đi. Chị ơi nó nhiễu sống luôn rồi chị ơi. Dạ. Nó nhảy nhịp chưa? Chưa? Ngồi đàng hoàng đi chú đưa cho. Nóng quá nóng rồi, giờ nó có nước rồi nó mát. Giờ nó mát không? Mát rồi. Dạ bye bye. Rồi bye chị nha. Chào chị nha. Bye. Đó. Chị non về quý anh chị về make up rồi tối lại nha quý cô chú anh chị. Đó. Bà con của bác đang đứng đó nhìn kìa. Đó quý cô chú anh chị ơi, thì chị Hồng Loan vừa về rồi. Thì tối nay make up xong khoảng 7 giờ, tầm 7 giờ chị sẽ lại chị giao lưu với bà con cô bác ở chùa Bà Chú Sứ ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác xem video, like và đăng ký ủng hộ cho mình nha. Ủa anh Kim Tiểu Long tới luôn gì vậy? Xe anh Kim Tiểu Long nè. Có phải không? Chắc là vậy quá. Phải không ta? Xe này giống lắm mà không phải. Tài sĩ, tài sĩ. À, cái chú này là gì ta, nghệ sĩ gì ta, mình béo gì nè đó. Chú là nghệ sĩ gì con quên rồi nè. Bình mập ồ đúng rồi, nghệ sĩ bình mập không có cái dù. Ồ chợ mưa luôn mà các nghệ sĩ đi lên đi xuống mua trong mưa luôn quý cô chú anh chị. Chị Ba Bình Tinh đồ bên trong, chú Linh Tâm đồ đó, mới làm lễ bên trong á chú. Dạ đang làm lễ bên trong á. Vô lại bà nè. Vô lại bà ha. À, mình mấy giờ mới hát chú? 5:30 mới hát. 5:30 ha. Dạ. Trình dài lắm. Chị em lo cũng vừa trình bà về. Dạ. Dạ. Các nghệ sĩ trình bà xong. Thấy cái lon vô với mấy anh em các bạn. Dạ, vô trình bà rồi lại bà xong rồi đi về mất cúp rồi. Hải hải hải. Nghệ sĩ bệnh mập. Hả? Đi trong mưa luôn rồi. Thấy thấy các nghệ sĩ đi hát về dân bà hay tội không biết chú vậy. Đó. Đi trong mưa luôn nè. Tiện chú vô đây luôn nha. Đó. Trời mưa gió. Quá tàn luôn. Quý cô chú thương các nghệ sĩ thì cho một like, một đăng ký nha, ủng hộ nghe quý cô chú vậy. Đó, bà con bên trong thì đang chuẩn bị. Đó. Đây. Đó, chuẩn bị đó. Đây. Chú bình mật. Mình đi thẳng vô trong luôn chú. Đi thẳng bên tay phải nè. Bà con bây giờ bà con đang rất là đông luôn ha quý cô chú anh chị.